Đây bác, nay em đã hoàn thiện rồi. Cơ bản là khá là căn đét thì con đột lỗ này. Trước thì con đột lỗ này về cái sự cân bằng với lại cái về căn chỉnh, cái tâm của nó không được gọi là chuẩn lắm. Nhưng bây giờ em thay đổi cái kết cấu ở dưới. Thì bây giờ cái tâm này là nếu mà các bác muốn chỉnh lại thì chỉ đơn giản là cái này nó dịch chuyển sang trái phải lên xuống thì cái tâm nó sẽ cân bằng. Đấy. Đại loại là về cơ cấu trượt này thế này. Cơ cấu trượt rồi em làm nó cũng rất là mượt rồi. Về dọc thì cực kỳ nhẹ luôn, nó không có nặng tay. Hệ này hệ vòng bi nhá. Đi qua vòng bi thì cái sự cân bằng của nó cũng sẽ cao hơn, nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây. Đột thì bây giờ là cái con này có thể lắp đột đơn hoặc đột đôi, đột ba gì đó. Hoặc là lắp đột dây đồng hồ bình thường thì có thể đột được hết. Ví dụ về cái đột này, thì ở đây là cái đột của bác nó càng sắc ấy thì nó sẽ càng mượt thôi. Chứ còn về lực của con này đột thoải mái luôn. Này. Em quay gần cho các bác xem này. Thì cái chuyển động của nó nhá. Đấy. Chuyển động mượt mà nó không... Cái này là do cái chân bàn của em nó hơi rung lắc, chứ còn thực tế ra nếu mà mình để gắn ở trên cái chỗ bàn mà nó nặng một chút thì nó sẽ gần như là nó không có chuyển động. Bác nhìn tập trung vào cái chỗ phần này. Gần một chút. Đấy. Cái chỗ phần này này. Nếu mà nó có lắc ấy thì sẽ nhìn ra ở cái chỗ điểm này. Nhưng mà con này đi thẳng mạnh luôn. Này, các bác xem nhé. Đây đột, xem quay tận nơi cái chỗ phần đột này. Đột thoải mái luôn. Này, còn là con này nhá. Khi các bác bỏ cái cối này ra này, thì bác có thể gắn cái cối mà đột cúc, gắn cối trên, cối dưới đột cúc vào đây và vào đây. Đấy, còn lại là con này có thêm một cái bi kèm của nó nữa này. Cái này là để đi kèm này. Cái mặt bàn để có thể đột kèm. Thì các bác nới cái con này ra, xỏ cái thằng này vào. Nới con này ra nhá, bỏ nó ra, xong rồi xỏ vào. Thì lúc đấy là mình sẽ thành cái mặt bàn để mình có thể để túi ví hay là để các cái đồ có thể đột được. Đấy, thì xong rồi mình kê một cái thớt lên trên thôi. Kê thớt như này, thì là mình đột. Ok bác. Để các bác xem có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, hoặc là cần tư vấn thì cứ bảo em nhé. Cảm ơn bác.